Vâng, thưa quý bà con, các bác, Minh Toàn đang có mặt tại Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Và hôm nay, như lời đã hứa, Minh Toàn sẽ gửi một số cái video về thủ đô Hà Nội đến quý bà con, các bác. Hôm nay là cái trận đấu giữa Việt Nam và Philippines, Việt Nam giành chiến thắng. Chính vì thế mà Minh Toàn cũng đang đi bao ở Hà Nội. Và rất mong quý bà con, các bác cùng Minh Toàn chúng ta thưởng thức bao ở Hà Nội nhé. Hay. Thích nói gì vào trong video thì nói. Cái gì? Tắt là cài đặt đến lúc đấy nó tắt thôi. Bên trên nhà đấy, ông đấy, ông ngồi cái này cũng tắt ghê đó, ghê đó. Ôi trời. Cảm thương cái gì? Người. Quay nó phải tung đi quay nó. Thank you.
Oh,
Nên thưa quý vị và các bạn, về với Hà Nội thì phải nói là cái cuộc sống và cái văn hóa người Hà Nội nó khác với các tỉnh lẻ. Ở đây rất là nhiều người góp, chính vì thế mà các bạn trẻ nam niên thanh nữ đều có những cái cách ăn mừng riêng khi mà đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết của giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Ôi, em gái này có bộ mồm khá quyến rũ. Đây. Bung không? Biết rồi, em đói bung không? Cái này không có cây đồ sáng.